hưng cho mấy món cay Việt Nam. Nó ngon, nó sướng, sướng hết cả người luôn. Và hôm nay em đã mua mắm cay từ Việt Nam sang nên là mắm cay xịt luôn nhá. Là con cay của mình đó. Nhưng mà em không biết cay với cua nó có khác nhau gì không ạ. Bây giờ em sẽ làm mắm cay theo kiểu Việt Nam nhá. Đây, có chanh này, có ớt nhá, đây ớt Lào đấy, ớt tươi Lào. Và có đường, không thiếu được là mắm cay nè. Tỏi. Ok, bây giờ mình sẽ trộn tất cả mọi thứ vào nhau nhé. Cái này là tỏi Lào chứ không phải tỏi Trung Quốc thì là nó bé. Quả, một quả thôi, một quả bé bé thôi. Không biết nào ăn có lấy được chấm không nhỉ? Mình cho một thìa đường vào nhé. Người Lào có câu là cho mì chính, cho nhiều ngon nhiều, cho ít ngon ít. Trước khi cho vào thì mình phải sóc như sô-cô-la nhỉ. Đó, hai nha, hai thìa nha. Ok. Mắm cái xịt đánh phải lên bọn nha. Xem có phải xịt không. Đấy, lên bọn luôn nè. Ôi, đấy nhá, mắm cay xịt phải lên bọt như thế này nhá. Thế là Mesa đã mua được cái mắm cay xịt rồi nha mọi người. Chua chua, khăm khăm, cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn, ngon lắm mọi người ạ. Sẽ xem cảm nhận của cháu như thế nào đó. Tại vì là mắm cay này người Lào chưa bao giờ ăn đâu. Cay, chiết. Như đói, mới đi học về như đói. Ok. Mẹ bơ ơn à. Mẹ em bỏ bà đi đi trong. Ui dồi ôi. Đây chấm rồi nha. Cay chua một tí, mặn mặn khăm khăm. Xẹp không? Xẹp ngon. Ngon. Lần đầu tiên ăn mắm cay ở Lào đó. Xẹp cái khổ là giàn. Mẹ bảo là mắm Việt Nam với mắm cay Lào, à mắm Lào với mắm cay Việt Nam này nó sẽ muối cái ngon một kiểu. Một cái ngon một kiểu, cái này cũng ngon, ngon theo kiểu Việt Nam. Còn cái mắm Lào ngon theo kiểu Lào. Xẹp cái khổ là giàn. Và cái này ngon đấy, người Lào thích đấy. Tại vì chua chua, cay cay, mặn mặn. Người Lào rất thích luôn. Ăn chấm như này là mọi người nếu mà ai được ăn rồi cho em cảm nhận với nhé.